Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Bảy ngày 12 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin đá tướng Trung vào tù, phe giành ghế rộng đường vào đại hội. Vào hôm 11 tháng 12 năm 2020, một tòa án đã xử kín Việt Nam tuyên phạt cựu chủ tịch Hà Nội ông Nguyễn Đức Chung 5 năm tù về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Theo hãng tin Reuters cũng đưa tin, giới quan sức nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ bản án như vậy là quá nhẹ. Trước khi xét xử, báo chí trong nước đưa tin ông Nguyễn Đức Chung bị cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an xác định là người chủ mưu và bị đề nghị truy tố về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Theo khoản 3 điều 337 Bộ Luật Hình sự năm 2015, không hình phạt từ 10 đến 15 năm tù. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Đức Chung ngồi hàng đầu bên phải trong phiên xét xử vào ngày 11 tháng 12. Tờ báo Thanh Niên cũng đưa tin ông Nguyễn Đức Chung và vợ là Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường cùng một số đơn vị liên quan, còn gọi là Đại án Nhật Cường. Đây là vụ án thuộc diện theo dõi của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do Cơ quan Cảnh sát Điều tra của Bộ Công an C03 thụ lý. Để nắm được thông tin về Đại án Nhật Cường, bị cáo Nguyễn Đức Chung đã liên hệ và đề nghị ông Phạm Quang Dũng, cán bộ C03, cung cấp thông tin tài liệu điều tra vụ án. Trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 6 năm 2020, Phạm Quang Dũng đã lần lượt có 5 lần chiếm đoạt 9 tài liệu điều tra có mức độ mật và chuyển cho bị cáo Chung 2 lần, gồm 6 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước ở độ mật. Các tài liệu này bao gồm kế hoạch điều tra, báo cáo xác kết quả xác minh, báo cáo đề xuất v.v. Các bị cáo Nguyễn Hoàng Trung và Nguyễn Ngọc Anh Ngọc đã bị tham gia một lần in, chỉnh sửa 3 tài liệu mật cho bị cáo Nguyễn Đức Chung. Báo Tuổi Trẻ tường thuật khi tòa cho phép báo giới vào phòng xử lúc tuyên án cho biết hội đồng xét xử cáo buộc ông Trung là chủ mưu, chỉ đạo và nhiều lần nhận tài liệu về vụ án Nhật Cường thông qua điều tra viên Phạm Quang Dũng. Trang báo này cũng dẫn lời của tòa tuyên rằng ông Trung có vai trò chính trong vụ án nhưng đã thừa nhận hành vi phạm tội, thành khẩn khai báo và có thái độ ăn năn. Ông Trung có nhiều tình tiết giảm nhẹ như được các cấp khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác, được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, có tiền sử bệnh ung thư, nên tòa tuyên mức hình phạt dưới khung so với cáo trạng truy tố, vẫn theo báo Tuổi Trẻ chia sẻ. Đây là hình ảnh vào ngày 13 tháng 7 năm 2013, ông Nguyễn Đức Chung là Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, được phong hàm thiếu tướng khi mới 46 tuổi. Ông Nguyễn Đức Chung, người đang bị Bộ Chính trị xem xét đề nghị khai trừ đảng, bị cáo buộc là đã móc nối với ông Phạm Quang Dũng, cán bộ điều tra của Bộ Công an, để có được các thông tin, tài liệu, quá trình điều tra vụ án Nhật Cường. Ông Dũng cũng bị phạt 4 năm 6 tháng tù về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước trong phiên tòa diễn ra vào hôm 11 tháng 12 năm 2020. Hai bị cáo khác là tài xế xe riêng của ông Trung và cựu phó trưởng phòng thư ký biên tập văn phòng của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng bị phạt tù trong vụ án này. Nhận định về bản án 5 năm tù đối với ông Nguyễn Đức Chung, luật sư Lê Quốc Quân ở Hà Nội đã nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ như sau. Mức án 5 năm như vậy là quá nhẹ. Ông ấy bị truy tố theo điều khoản 3 điều 337, tức là tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, với khung hình phạt phải từ 10 đến 15 năm tù. Rõ ràng, ông bị kết án có 5 năm tù ở phiên sơ thẩm. Biết đâu, ông ở phiên phúc thẩm, ông lại được giảm nhẹ thêm. Thường ở phúc thẩm chỉ có bằng hoặc giảm nhẹ hơn mà thôi. Như vậy, mức 5 năm tù là rất nhẹ so với hình phạt phạm tội và so với nội dung truy tố của Viện Kiểm sát. Luật sư Lê Quốc Quân cho biết thêm rằng, các vị trí quan trọng mà ông Trung nắm giữ trước đây có thể là nguyên nhân khiến tòa tuyên bản án khá nhẹ như vậy. Đối với một ông cựu chủ tịch như thế, được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang và từng giữ chức vai trò quan trọng trong Bộ Công an như thế, thì tôi nghĩ họ cũng thường nhẹ. Ông Nguyễn Đức Chung nguyên là một thiếu tướng công an. Trước khi bị bắt, ông Chung từng là giám đốc công an thành phố Hà Nội, thời kỳ 2012-2016, là đại biểu Quốc hội 2011-2016 và Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội và sau đó là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.
nhận định chung về nền tư pháp Việt Nam và vấn đề thượng tôn pháp luật qua phiên tòa này ngày 11 tháng 12, luật sư Lê Quốc Quân nói tiếp như sau. Việc thượng tôn pháp luật ở Việt Nam rất phức tạp và khó khăn vì ở Việt Nam chỉ có một đảng lãnh đạo, tức là Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo tuyệt đối toàn diện và họ lãnh đạo cả cơ quan tư pháp và tòa án. Do vậy, các bản án được thực hiện theo chỉ đạo, theo tính chất của đảng. Thấy cần phải cao thì sẽ chỉ đạo cao, thấy cần thấp thì chỉ đạo thấp. Pháp luật phải dựa theo cái tinh thần đó, ý chí đó mà cụ thể hóa. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Đức Chung được xem như người giải tỏa nút thắt Đồng Tâm vào hồi năm 2017 với một bản cam kết mà cuối cùng ông ta không thể thực hiện được với người dân Đồng Tâm. Từ Cộng hòa Liên bang Đức, luật sư Nguyễn Văn Đài phát biểu trong một video trên Facebook vào hôm 11 tháng 12 nói rằng ông Nguyễn Đức Chung là một ngôi sao đang lên trên chính trường Việt Nam với lời nói đi đối với việc làm, nhưng đã bị giương bẫy chính trị của chế độ và bị đã ngã ngựa trên đường đua vào ghế Bộ Chính trị trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 13. Nguyên nhân là do chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam ngày nay dưới áp lực kinh tế và nhiều vấn đề khác đã bị phân hóa, chia bè, kéo cánh, không còn đoàn kết như là một khối thống nhất trong vài thập kỷ trước đây. Khi họ tranh giành quyền lợi thì phải sa thải lẫn nhau mà thôi. Luật sư Nguyễn Văn Đài đã nói như thế từ Berlin. Theo Bộ Công an, ông Chung còn liên quan đến hai vụ án khác chưa được xét xử và vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng hoặc rửa tiền hoặc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty Nhật Cường, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và một số đơn vị liên quan, cũng như có vai trò của ông trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Hà Nội. Luật sư Lê Quốc Quân, người từng bào chữa cho các nhà hoạt động nhân quyền nói rằng thật là buồn khi so sánh bản án dành cho Nguyễn Đức Chung với các bản án hà khắc mà chính quyền tuyên đối với các nhà hoạt động vì dân chủ và nhân quyền Việt Nam. Điển hình như trường hợp của nhà hoạt động Lê Đình Lượng bị phạt đến 20 năm tù, án cao nhất cho giới đấu tranh, chỉ vì ông ta đấu tranh và lên tiếng cho các quyền căn bản của người dân. Còn từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, blogger Bùi Thanh Hiếu thì đưa ra bài bình luận với tựa đề số phận của chúng con sẽ ra sao trong 5 năm tù. Đây là hình ảnh chuỗi siêu thị Minh Hoa của vợ ông Nguyễn Đức Chung đã vào tầm ngắm của cơ quan điều tra trước khi ông Chung bị bắt. Anh Chung con bị đánh vụ sông Tô Lịch, nguyên nhân bắt đầu từ lúc anh hạn chế không cho xây những siêu cao ốc của những tập đoàn lớn. Những tập đoàn này có ăn chia với nhiều ủy viên Bộ Chính trị. Nếu chú ý thì những close, tức là những người có ảnh hưởng, định hướng dư luận trên mạng xã hội đánh anh Chung đều có chung điểm là không bao giờ chửi tập đoàn nọ và anh Phúc làm thủ tướng. Vụ sông Tô Lịch nhằm vào con trai anh như thế rõ mục đích từ đầu là đánh anh Chung con sẽ bắt đầu từ người thân trong gia đình anh. Điểm yếu nhất của anh Chung con, sai lầm của anh Chung con là cho thằng con mở công ty cung cấp hàng cho chính cơ quan anh làm chủ. Có lẽ do anh muốn con mình có việc gì làm, không hư hỏng, không làm quan thì làm con buôn. Anh nghĩ con cái của Thủ tướng Dũng, Thủ tướng Phúc cũng làm ăn, buôn bán chẳng sao, thì con mình cũng chẳng sao. Cái này không nói đến chị Hòa vợ anh, vì chị ấy làm siêu thị từ lúc anh còn chưa là trưởng phòng cảnh sát hình sự. Vụ đánh sông Tô Lịch không ăn thua, vì chứng cứ chỉ là nói trên miệng, chứ trên pháp luật thì không có căn cứ truy tố. Bởi việc mua bán độc quyền hóa chất này nó cũng như nhiều mặt hàng khác. Ví dụ, hãng nước ngoài họ cung cấp độc quyền cho một đại lý ở Việt Nam mặt hàng của họ. Nếu người ở Việt Nam muốn làm hợp đồng mua thì đến đại lý độc quyền ở khu vực đó giao dịch. Bạn có sang Đức làm hợp đồng mua hàng giá cao đến mấy, hãng của họ thấy trên hợp đồng ghi địa chỉ của bạn ở Việt Nam, họ sẽ không bán mà giới thiệu đại lý của họ ở Việt Nam để bạn giao dịch. Nên nói chuyện là mua vụ hóa chất này không qua đấu thầu là chuyện tào lao, vì muốn đấu thầu thì phải có nhiều đại lý của hãng hóa chất đó ở Việt Nam thì mới đấu thầu được. Có một đại lý độc quyền mặt hàng đó thì cứ lấy ra mà đấu thầu, cũng như hiến pháp quy định duy nhất chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam được quyền hoạt động và lãnh đạo đất nước. Lấy cái gì ra cho lựa chọn, bầu cử người của đảng khác lên làm chủ tịch nước, thủ tướng, chủ tịch quốc hội có được hay không? Đây là hình ảnh ông Chủ tịch Nguyễn Đức Chung bên cạnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong một cuộc tiếp xúc cử tri vào Hà Nội năm 2017. Nhưng thua kèo này ta bày kèo khác, bởi đây là cuộc chiến thanh trừng, nên không tìm được tội này thì tìm tội khác.
bên tấn công anh Trung Con xoay sang vụ Nhật Cường. Liên minh tấn công anh Trung Con là Tô Lâm, Ngọc Công Tử với Nguyễn Xuân Phúc, Trương Hòa Bình, Trần Cẩm Tú. Tuy nhiên thì Nhật Cường, Bùi Quang Huy đã nhanh chân té được, khiến hướng tấn công này của liên minh quyền lực nhất của Bộ Chính trị hiện nay đã lâm vào tình thế bế tắc. Khi biết chắc là Bùi Quang Huy đang ở đâu, chuyện bắt về không thể thỏa thuận được, ít nhất là đến năm 2021 cũng không thể bắt được về. Các anh Tô Lâm, Duy Ngọc đã bày trận chiếm đoạt tài liệu bí mật, nhốt được anh Trung Con vào trận ngay gần kề Đại hội 13. Lúc này ai cũng lo thân mình nên liên minh tha hồ chủ động, chẳng hạn như Thủ tướng Phúc ký lệnh đình chỉ công tác. Anh Tô Lâm tiến tới cho bắt khẩn cấp luôn. Tất nhiên anh Trung có người cấp cao trong Bộ Chính trị liên quan, cho nên khi anh vừa bị bắt, thay vì việc cứu gỡ tội cho anh sẽ khó khăn và không khéo bị sa lầy. Anh Phạm Minh Chính vốn từng là Thứ trưởng Công an, nay là Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị đã cho người tiếp cận Trung Con và đổ tiếng ác cho Tô Lâm. Phe Tô Lâm chuyển sang anh Trung Con đến nơi chăm sóc đặc biệt, cứu được tính mạng của Trung Con và đưa ra xét xử kín nhanh chóng để hoàn tất chiến công trong vụ án gọi là chiếm đoạt tài liệu mật nhà nước. Anh Trung Con nhận mức án 5 năm tù, mục tiêu là loại anh ra khỏi chính trường của phe liên minh thành công. Đây là hình ảnh công ty thương mại và dịch vụ Nhật Cường với Tổng Giám đốc Bùi Quang Huy đã bỏ trốn trước khi bị cơ quan công an truy nã. Nhưng thế đã xong chưa? Vụ Nhật Cường đến nay đã bế tắc vì không bắt được Bùi Quang Huy. Vợ anh Trung theo kết luận điều tra mới chỉ là người có liên quan đến vụ án, chưa định được tội trạng như thế nào, cho nên chưa thể xử được anh Trung Con ở vụ Nhật Cường cho đến khi nào bắt được Bùi Quang Huy. Mặc dù vụ án này được bên liên minh đưa vào diện theo dõi của Ban Chỉ đạo 110, nhưng có lẽ đây là vụ án duy nhất thuộc diện chỉ đạo của Ban 110 bế tắc. Nếu vụ án Nhật Cường bế tắc, đem vụ chiếm đoạt tài liệu thế nào? Giải quyết được vấn đề hạ Trung Con và cho dư luận cảm giác đã xử được quan chức tham nhũng. Nhưng những người hiểu biết thì họ sẽ còn hỏi, thế vụ tham nhũng đâu? Ban Chỉ đạo 110 đứng đầu là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã không đủ năng lực chỉ đạo vụ án này, đã bỏ dở giữa chừng. Như vậy, uy tín của Ban Chỉ đạo 110 để đâu? Đây mới là câu hỏi dẫn đến sự nguy hiểm tính mạng của Trung Con. Vì để không mất uy tín của Ban 110, để Nguyễn Phú Trọng mát mặt, bên liên minh sẽ thỏa thuận với ông, bên ông Trọng đồng ý kết liễu số phận Trung Con trong thời gian tới vì bệnh ung thư. Một cái chết rất hợp lý. Bùi Quang Huy thì không bắt được về. Cách duy nhất là xếp hồ sơ vụ án Nhật Cường chót đã làm rùm beng dư luận là anh Trung Con chết dần vì căn bệnh ung thư. Một căn bệnh dẫn cái chết là điều quá hợp lý. Xử kín trong vòng vài tiếng, bỏ qua thời gian thủ tục thì có khi chẳng có phần tranh luận gì cả. Kiểu xử úp sọt, bắt chết hoặc kiểu hai bên thống nhất với nhau. Cùng là công an, mấy chục năm trong nghề sát cánh bên nhau trong công an của thành phố Hà Nội. Nhưng cần giết để lên chức là xin chết nhau luôn, nhưng chỉ ngành này mà ngành khác cũng như vậy. Tính ra, số anh Trung Con đến thời điểm này còn sống ở trên tòa vẫn là may, do các bên dàn xếp với nhau, không thì anh ấy đã thành người thiên cổ ngay từ lúc vừa bị bắt rồi. Blogger Bùi Thanh Hiếu đã nêu lên quan điểm của mình như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Bảy ngày 12 tháng 12 năm 2020 với bản tin Đá tướng Trung vào tù, phe giành ghế rộng đường vào đại hội. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.